Chim đợt 1 đổ lông mặn, đợt 2 đúng 2 tuần rồi ăn. Giờ chăm chế độ sao? Có nghĩa là con của em bắt đầu nó ra lông ống nhá. Là bây giờ em tắm đều. Ở đây mình chia sẻ về vấn đề chăm lông cho anh em thế này nè anh em. Thì anh em biết là hiện tại nhá, hiện tại là rất nhiều idol chia sẻ về cách chăm lông hoặc là dùng những sản phẩm nào đổ lông. Thì mình nói thẳng với anh em thế này, anh em đừng có nghe theo idol nhiều quá, anh em không chăm nổi theo người ta đâu nhá. Tại vì sao mình nói như vậy anh em biết không? Cái con chim của người ta chia sẻ cho anh em là lông đổ mặn này kia cũng như những con chim của mình vậy. Có nghĩa là người ta có một cái chế độ chăm chim rất là kỹ anh em, chế độ chăm sóc rồi là chế độ dưỡng chim á của người ta rất là tốt. Thì đến thời kỳ anh em phải hình dung rằng nhá, là con chim trà mèo đến thời kỳ nó đổ lông nhá, là nó đổ anh em, nó chỉ trừ những con chim anh em nuôi mà anh em nuôi kích nó. Thứ nhất anh em nuôi con chim mà dùng kích nhiều này, dùng cám nóng này, dùng sâu này, đánh ép nó này, nuôi không đủ chất, thì những con chim đó nó mới bị bó lông và đổ lông khó anh em nha. Còn bản chất những con chim đi đấu của anh em thì đổ lông rất là bình thường, nó đổ lông rất là đẹp anh em. Mình cũng chẳng dám khoe chim đổ lông, đa số mình khoe bổ thôi. Tại vì thực sự ra mình khoe sao mà những anh em mới chơi theo mình được. Đào cái chế độ của mình chăm tốt, chế độ mình chăm tốt rồi đánh giữa cái, thì đến thời điểm con chim nó đổ lông đổ rất là đẹp. Thì ở đây thế này là anh em này, mỗi người có một cách chăm. Có những anh em chia sẻ là chăm là một tuần không tắm, hoặc là 3-4 ngày không thay trái cây, hoặc là vài tuần là không nên dọn bố lồng nhá. Rồi hoặc là đổ lông không ăn chuối, đổ lông không cho ăn cào cào, tất tần tật. Thì ở đây anh em, nó phụ thuộc vào từng con chim và từng thời điểm để cho anh em chăm nó hợp lý nha. Chứ không phải là con nào giống con nào đâu anh em đừng không khuân đập, đừng có nghe người ta chăm như vậy rồi mình chăm theo, mà mình phải chăm theo con chim của anh em nhé. Thế thì mình nói là thế này này, trước đây á, anh em mình cũng hay học hỏi nhiều lắm, mình chăm chim ấy là mình hay hái lá cây rồi mình hay lấy những cái vỏ cam quýt anh em, mình bỏ vô trong lồng rồi là mình ủ cho nó đấy. Rồi bắt đầu là mình nuôi lông là không tắm, là rồi mấy ngày mới mở áo một lần nha. Rồi để bố lồng thật là dơ để cho con chim nó ủ anh em. Thì anh em biết làm sao không? Khi anh em chăm con chim ở cái cách chăm như vậy anh em thì cũng ok, nhưng mà lại không ok. Có nghĩa là anh em phải hình dung rằng là con chim nó ổn định, con chim nó ổn định để chỗ mát mẻ bớt đụng chạm đến nó. Đấy, thì nó sẽ yên tĩnh và nó đổ lông ok đúng không? Nhưng mà anh em biết không, nếu mà chăm như vậy con chim của mình á, anh em để cái bố lồng nó dơ quá nhá, anh em không thay trái cây, anh em không tắm rửa cho nó, thì vô tình anh em hình dung thế này, chưa chắc không tắm cho nó mà nó đổ lông mặn được, chắc chắn. Thứ nhất, thứ hai, anh em không cho thay đổ trái cây cho nó, anh em cho nó ăn những loại trái cây mà ươn, thì con chim của mình sao mà nó khỏe được đúng không? Rồi con chim anh em không dọn bố lồng cho nó để bẩn thỉu anh em, thì anh em hình dung được rằng là con chim của mình nó nuôi một thời gian dài ở trong đó thì nó bị suy. Nó suy anh em, nó suy thì làm sao anh em chăm lửa tốt được nha. Cho nên là cái cách chăm của mình năm nay mình thử dàn mọc anh em nha, mình chưa nói dàn chim thuộc. Dàn chim thuộc thì khỏi bàn cãi anh em, nhưng mà mình chăm những con bổi mọc mà mình, anh em biết không? Nó đổ lông như chim thuần. Nó đổ lông như chim thuần vậy. Ngày mai mình quay anh em coi, cũng là đuôi tầng, cũng đổ trụi lủi, cũng chọc lóc anh em. Thế thì cái cách chăm của mình thực sự ra thế này nè anh em này. Anh em mình thả tim với lại chia sẻ đi anh em. Mình tắm hàng ngày anh em nhé. Thực sự ra là với chế độ mà nuôi lông như hiện tại mình đang nuôi với những con mọc anh em biết không? Là mình cứ, ví dụ như là mình rảnh rỗi anh em thì 2 ngày mình tắm 1 lần. Còn nếu như mà mình bận nha anh em nha, thì 1 tuần mình chia lần 2 ngày mình tắm. Đấy, có nghĩa là ít nhất là 1 tuần anh em mình tắm 2 lần nha. Còn bình thường thì cứ 2 ngày mình tắm 1 lần, 2 ngày mình tắm 1 lần. Thứ nhất, anh em biết làm sao không? Mình không sợ con chim của mình khi mà tắm nó bị đứng lông đâu. Mình đảm bảo anh em như vậy. Tại vì nó vẫn đổ lông bình thường mà đổ rất là mặn nữa. Và khi anh em tắm như vậy anh em, con chim nó mát mẻ. Anh em biết hiện tại cái thời tiết bây giờ nó nóng nha. Nó nóng lắm. Mà anh em đang chờ vào trời mưa để cho chim đổ lông đẹp đúng không? Thế thì tại sao mình không tắm rửa cho con chim? Mình tắm rửa cho con chim nó mát mẻ để nó đổ lông ok. Khi mà mình tắm như vậy con chim nó vừa ẩm được cái độ lông nó mát, anh em mới dễ đổ lông hơn nhá. Thứ nhất là 2 ngày mình tắm 1 lần. Thứ hai anh em biết không,
là về mảng trái cây nhá, là anh em để vài ngày anh em mới thay một lần. Thì với mình anh em ngày nào cũng thay hết, ngày nào mình cũng thay anh em. Buổi sáng là khoảng cỡ 7 giờ chuẩn bị mình đi uống cà phê anh em nhé, là mình cho ăn đấy. Là ăn đến chiều thì buổi chiều đâu ăn nhiều đó anh em, nó nghỉ thì sáng ngày mai mình thay sớm. Khi mà chim mới ngủ dậy là mình thay trái cây cho nó ăn bình thường. Cái quan trọng là anh em đừng có mở áo lồng ra lâu quá, đừng kè giật chim, đừng có ngắm lâu thôi. Anh em mở áo lồng ra, anh em cho trái cây vào thay nước, chùm áo lồng cho chim ấy nghỉ ngơi, nó không ảnh hưởng một chút nào, anh em vẫn đổ lông bình thường. Thứ hai là anh em biết làm sao, khi mà mình tắm cho chim bên 2 ngày một lần anh em, là cái bố lồng mình ngó ra bố lồng, nếu bố lồng nó quá hôi quá bẩn thì mình thay, còn nếu bố lồng nó chưa đến mức độ hôi bẩn anh em thì mình để bình thường không thay nhá. Và về mảng mà mồi tươi anh em, khi đổ lông cũng vậy, thì anh em phải biết được con chim nó đổ lông anh em, nó đổ thành nhiều đợt. Có những anh em mới chơi chim thì anh em chưa hình dung được, anh em sợ có cái nó đổ một đợt xong nó ngưng lại đấy, xong bắt đầu nó mọc cái lông kia ra, nó tiếp tục nó mới đổ tiếp, thì nó phải từ 2 tuần đến 3 tuần. Cho nên anh em đừng có lo nhá. Cái việc của anh em khi chim đổ lông, anh em có nuôi đều tốt nó, để chỗ mát, đừng làm nó ảnh hưởng, là nó hoảng. Cứ chăm chế độ mát như vậy là chim nó đổ lông bình thường anh em nhá, đừng có lo. Còn về mảng về cái thời điểm đầu tiên để anh em dùng cho con chim nó dễ đổ lông anh em, thì với mình anh em nhá, với mình đấy là mình không thay đổi trái cây đây hàng ngày, 2 ngày tắm một lần. Còn về mảng mà ăn trái cây nha anh em, thì anh em nên dùng những loại trái cây có nước mát nha, có nước. Thì anh em dùng ở đây mình dùng 3 loại bất diệt anh em. 1 tuần có 7 ngày thì mình dùng 3 loại trái cây anh em. Thứ nhất là cà chua, thứ hai đu đủ nha, thứ ba thăng long. Và 1 tuần mình kèm thêm một bữa chuối anh em nha, mình vẫn cho ăn chuối bình thường, không ảnh hưởng một chút nào hết. Tại vì mình không biết là anh em nghe từ ai chia sẻ rằng là con chim đổ lông không được ăn chuối. Đấy, ăn chuối sợ chim căng lửa không đổ lông được. Thì mình nói với anh em rằng mình đổ lông mình cho ăn chuối bình thường nhá, ăn chuối bình thường. Thì anh em cứ dùng những loại trái cây đó là ok. Và khi mà con chim bắt đầu nó đẩy lông ống thì anh em cần phải dùng những loại dây sắc tố nhá. Thì anh em duy trì cho mình khi mà chim bắt đầu nó đẩy cái lông ống ra anh em, thì nó cần sắc tố. Cám là cần đó anh em, cám phải có rồi. Nhưng mà trái cây sắc tố, ví dụ như anh em thấy được quả mình bác nữa, ở miền Nam có, ở miền Bắc thì ăn quả phèn đỏ đúng không? Đấy. Còn ở trong miền Nam thì mình là dùng là vẫn là đu đủ ruột đỏ này anh em, cà chua này, cà rốt 1 tuần một bữa này, rồi anh em dùng thăng long ruột đỏ hiện giờ anh em dùng rất là ok đấy. Những loại trái cây đó anh em cứ thế anh em chăm bình thường cho mình. Còn về mảng mồi tươi thì nó tùy vào con để anh em chăm, anh em đừng có nghe hết. Cái mồi tươi anh em có nghĩa là idol này thì chia sẻ rằng là không được dùng cào cào, idol kia thì chia sẻ rằng là phải dùng cào cào. Thì anh em phải biết được rằng là mỗi con chim của người ta chăm nó không giống nhau nhá. Cái con chim nóng, cái con chim hiền, cái con chim đổ lông mặn, cái con chim đổ lông chậm, nó đều khác nhau. Thế thì với mình nha anh em, là khi mà chim báo lông đổ lông thì mình chăm mát rồi. Với mình là ở trong miền Nam nha anh em, miền Bắc mình không biết, miền Bắc không biết có chứng kiến hay không. Tại vì là có những ai đổ ở miền Bắc ấy, chia sẻ rằng là khi con chim đổ lông mà cho ăn trứng kiến thì con chim của mình nó sẽ bị sình. Thì mình khẳng định với anh em một từ luôn, ở miền Nam chăm hầu như trứng kiến. Mà nếu mà chim bị sình thì anh em hình dung được rằng là nếu mà chim bị sình ăn trứng kiến sình thì ở cả miền Nam hư chim hết. Cả miền Nam hư chim hết. Tại đa số anh em ở miền Nam nuôi lông nha anh em là đều dùng trứng kiến khi đổ lông đa số. Thế thì ở miền Nam anh em nhá, là mình dùng trứng kiến và dế. Đây là hai loại mà trái cây phổ biến, hai loại mồi tươi phổ biến cho con chim đổ lông. Đấy. Và khi mà con chim nó có hai dạng, là mình nuôi dạng là trứng kiến và dế để chim đổ lông, anh em vẫn có thể kèm một ngày một vài con cào cào chẳng ảnh hưởng nha anh em. Nhưng mà nếu con chim của anh em đổ lông chậm, bây giờ nó căng lửa mà nó đổ lông chậm mà anh em cho cào cào vào thì nó sung đúng không, thì tùy anh em thôi. Thì với mình thì mình đã không dùng cào cào ở thời điểm đó. Đến khi con chim bắt đầu đẩy lông ống nha anh em, thì thời điểm này anh em nên bơm cào cào. Khi bắt đầu chim nó rất lông mà bắt đầu nó đẩy lông ống thì thời điểm này anh em nên nhé, nên bổ sung cào cào, rất cần thiết. Vấn đề thứ hai là anh em để ý thế này,
Với con chim mà người ta thường nuôi cào cào, cho ăn cào cào ngay ban đầu thì mình cũng phải cho ăn như vậy. Mình nói tùy con mà anh em. Thì cái con chim mà nó xả lông quá mạnh, ví dụ như con chim tình nghĩa của mình đợt vừa đổ lông anh em, nó đổ một phát một trụ lủi, có nghĩa là nó đổ trong một tháng 10 ngày anh em là xong lông. Thì hiện giờ là con tình nghĩa mình xong lông rồi, mới một tháng 10 ngày anh em là nó xong hoàn thành hiện bộ lông rồi. Thì anh em biết nó rớt một phát một trụ lủi luôn, nó rớt một phát một không lên cầu được anh em, rớt hết lông đuôi, hết lông đầu rồi, rớt trụ lủi lông cắn luôn. Thì với con chim đó anh em buộc phải bổ sung cào cào. Tại vì nếu con chim đó mà anh em mà không bổ sung cào cào á nha, là nguy hiểm, nó sẽ bị suy, nó không có đủ sức để đẩy bộ lông. Cho nên là anh em phải hình dung rằng có những người, có những anh em ấy, người ta mà nuôi chim ấy, người ta cũng không dám để con chim đổ lông mạnh như vậy. Đấy, mà con chim nó đổ tự nhiên sao mình ép nó được anh em nha. Nó đổ từ anh em chăm nó dễ hơn, nó đổ một phát một mặt. Khi nó đổ mạnh như vậy mà anh em không để ý, anh em bơm cái mồi tươi vào cho con chim thì nó đâu có đủ sức nó đẩy bộ lông cứng cáp bộ lông được nha anh em. Thế thì nó tùy vào con chim để anh chăm. Có thể con chim của ai đồ kia là nó đổ lông quá mạnh cho nên ta buộc người ta phải vào cào cào ngay ban đầu. Nhưng mà có những con chim mà đổ lông không được mạnh thì người ta cứ là gì? Trứng kiến, cào cà với lại mùa trứng dế vào cho ăn nhá, kèm cho cây mát. À, thế thì anh em coi con chim của mình nó thế nào để mình chăm theo nó sẽ ok hơn. Chứ anh em đừng nghe theo idol, tại vì idol giờ người ta chỉ là theo con chim của người ta. Người ta khi nào người ta chỉ một cái chung hãng nó khác. Còn người ta chỉ con chim của tôi là chăm lông phải như vậy như vậy. Đúng không? Ông idol này chứ là con chim của tôi là chăm lông như vậy như vậy như vậy. Đúng không? Thì mỗi người có một cách chăm lông riêng, mỗi người có một cách riêng, miễn làm sao cách người ta hiệu quả với con chim của người ta là ok nha anh em. Cho nên là anh em là khi mà chăm chim của mình thì ngó chim mình để chăm, hoặc là sản phẩm cám cũng vậy. Anh em khi con chim nó đổ lông anh em đừng nghe mà đổi cám tùm lum. Anh em biết không, khi mà anh em con chim của mình muốn đổi cám để cho con chim tốt thì mình nói anh em thế này này, dòng cám nào cũng ok hết. Anh em cứ chọn cái dòng sản phẩm nào mà anh em đang dùng mà nó ổn định cho con chim, phân nó ok, con chim không sập sình. À, anh em đã tin tưởng rồi anh em dùng. Và anh em khi mà chim nó đổ lông thì mình luôn luôn mình nên dùng cám dưỡng. Mình không cần thiết phải dùng ba cái loại cám đấu làm gì anh em nha. Tại vì các hãng cám thường thường người ta bao giờ có 2-3 loại cám. Đấy, thì anh em cứ dùng dưỡng mà chơi. Dùng dưỡng rồi anh em bổ sung cho mình thêm mồi tươi, thêm trái cây là chuẩn rồi. Tại con chim đổ lông anh em phải dùng cái này này. Cái con chim đổ lông nó ăn cám không nhiều đâu anh em. Tại vì ở cái thời điểm mà đổ lông ấy, nó ăn rất là khỏe. Anh em bỏ trái cây vô ăn cực kỳ khỏe. Hoặc là mồi tươi, nó ăn rất là nhiều thì nó ăn cám bớt lại. Thì ở trong cái thời điểm con chim nó đổ lông anh em cần những mồi tươi đó anh em cứ bổ sung thoải mái đi. Anh em nhiều idol chia sẻ rằng là con chim đổ lông là đừng cho ăn trái cây. À, trái cây cho ăn bằng ngón tay thôi. Ăn tiếng đồng hồ rút ra rồi ép nó phải ăn cám. Thì mình nói anh em rằng là cám là ok nha anh em. Con chim thi đấu nó cần phải có cám. Nhưng mà không phải là con chim đổ lông mà anh em dùng cám hết được. Anh em phải có mồi tươi, phải có trái cây tươi. Tại vì ở trong cám mặc dù nó đủ chất nhưng không bao giờ những chất ở trong cám mà nó tốt bằng mồi tươi được anh em. Sao tốt bằng cào cào được, làm sao nó tốt bằng trứng kiến, sao tốt bằng con dế tươi được, làm sao tốt bằng trái cây tươi được. Tại vì khi mà anh em vô sấy thì nó đâu còn tốt được như là đồ tươi nha. Cho nên là anh em chăm nó cách của mình. Với mình anh em nhé, là buổi sáng mình cứ cho trái cây thoải mái, cho mồi tươi thoải mái, ăn thoải mái, ăn hết mồi tươi ăn kém, đúng nào. Rồi khi mà con chim của mình nó khỏe mạnh rồi anh em chỉ cần cái việc là con chim nó đổ lông, nó đổ mạnh nha, nó khỏe, con chim anh em nuôi tốt thì khi con chim nó hoàn thiện bộ lông khắc nó sẽ vào lửa lẹ đấy. Còn anh em chăm con chim mà chăm con chim suy luôn đấy, chăm suy luôn xong bắt đầu khi mà chim nó suy rồi anh em bắt đầu xong lông, bắt đầu mới vào lửa rất là lâu. Tại sao? Cũng một cái con chim đó người ta chăm bộ giáp xong thôi là chim vào lửa thôi, nhưng mà có một người đã chăm bộ giáp xong, chăm 2 tháng sau chim chưa vào lửa. Tại vì con chim nó suy anh em phải chăm con chim nó khỏe mạnh lại, phải chăm con chim nó khỏe mạnh lại thì nó mới vào lửa được nha anh em. Cho nên là cái cách chăm chim á, anh em đừng, chim là chim của anh em đúng không, đâu phải chim của idol đâu. Anh em nghe idol nào cũng được để cho mình cái kinh nghiệm thôi, từng chăm theo, ngó theo con chim của mình để chăm thì nó mới ok được nha anh em. Cho nên là cái mùa lông này thì mình hy vọng anh em chăm lông tốt hơn, đừng hoang mang. Anh em hoang mang nhiều quá anh em chăm chim sẽ hư. Cái vấn đề kế nữa là đổi cám cũng vậy. Con chim khi mà đang ở thời điểm đổ lông anh em đừng có đổi cám tầm bậy. Nó đang ok rồi anh em mà đổ tầm bậy hư chim hết.
nó đang dùng cắm nào, cứ để cho nó dùng, đừng đổi. Nếu đổi anh em chỉ đổi ở hai thời điểm thôi, đổi ở thời điểm mà con chim bắt đầu báo lông và đổi ở thời điểm con chim bắt đầu xong lông là an toàn nhất. Tại vì khi con chim nó bắt đầu báo lông anh em đổi nó không có ảnh hưởng đấy. Khi con chim của mình nó hoàn thiện bộ lông rồi anh em đổi ở thời điểm đó thì con chim mình lông mới sao rớt lông được. Cho nên anh em chỉ đổi ở hai thời điểm đó nha, đừng đổi ở giữa chừng hoặc là đừng đổi khi chim mình đang căng lửa, không tốt nha anh em. Cho nên là mùa đông này anh em chăm làm sao tốt để năm nay đi gặt hái giải cao, đúng không?